Chỉ còn chưa tới nửa năm nữa, ngày hội lớn nhất châu Âu Euro 2024 sẽ bắt đầu khởi tranh. Giải đấu này quy tụ những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá châu Âu thời điểm hiện tại và tất nhiên sẽ không thiếu những tài năng trẻ. Đã trẻ lại tiềm năng rất lớn là đáng khác. Thế nên rất nhiều cái tên trong số đó được kỳ vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ. Đầu tiên là Jude Bellingham, tiền vệ 20 tuổi, có thể xem là cầu thủ có tiềm năng phát triển lớn nhất châu Âu thời điểm hiện tại. Anh gia nhập Real Madrid vào kỳ chuyển nhượng hè vừa qua với mức giá kỷ lục là 105 triệu euro. Tưởng chừng như con số quá lớn đó sẽ là áp lực đè nặng lên vai của cầu thủ này. Thế nhưng Jude Bellingham lại đang thể hiện vô cùng xuất sắc trong đội hình toàn sao của Los Blancos. 27 trận đấu, 18 bàn thắng và 8 đường kiến tạo là không đủ để nói lên những đóng góp của cựu cầu thủ Dortmund. Toàn bộ trận đấu cho Real Madrid mùa giải này, không có bất kỳ trận đấu nào anh được chấm điểm dưới 7. Điều này đồng nghĩa những đóng góp của anh đều ở mức khá trở lên, thể hiện sự chững chạc dù bản thân chỉ vừa mới tròn 20 tuổi vào tháng 6 năm ngoái. Nhắc đến Bellingham thì ta không thể quên được Bukayo Saka, cầu thủ của Arsenal đang thi đấu rất hay trong những mùa giải đã qua. Nếu như Euro 2020, anh là tội đồ khi sút hỏng quả đá luân lưu trong trận chung kết khiến Tam Sư phải ôm hận ngay trên sân Wembley, thì nay đã khác. Sau lần trượt chân đó, Saka đã ngày càng chững chạc hơn trong phong cách thi đấu. Anh là một trong những cái tên thi đấu ổn định nhất tại Premier League trong 3 mùa giải đã qua, giúp Arsenal cạnh tranh sòng phẳng với Man City hay Liverpool trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Thậm chí họ còn suýt làm được điều đó ở mùa giải năm ngoái. Chỉ cần một chút bản lĩnh nữa thôi, Saka cùng những người đồng đội đã có thể chạm tay đến chiếc cúp. Chắc chắn rồi, Saka chính là một trong những tài năng được chờ đợi tỏa sáng rực rỡ tại Euro sắp tới đây. Tuyển Anh đang sở hữu cho mình những cầu thủ vô cùng tài năng và dày dặn kinh nghiệm. Bên cạnh đội trưởng Harry Kane thì Jude Bellingham và Saka được coi là niềm hy vọng số 1 của Tam Sư. Phil Foden thì sao nhỉ? Cũng rất đáng để kỳ vọng đấy chứ. Mới nhất, cầu thủ người Anh đã lập hat-trick vào lưới của Brentford, giúp Man City giành chiến thắng và chỉ cách ngôi đầu của Liverpool 2 điểm. Hat-trick đó đã nâng thành tích ghi bàn của cầu thủ 23 tuổi lên con số 11 ở mùa giải này. Với phong độ ấn tượng, chắc chắn anh sẽ là nhân tố quan trọng của tuyển Anh tại Euro sắp tới. Đã rất lâu rồi đội tuyển xứ sở sương mù chưa bước lên ngôi vô địch giải đấu lớn nào và fan rất kỳ vọng mùa hè tại Đức sẽ chứng kiến Tam Sư phá cái rớp đó. Nhắc đến tuyển Anh, ta cũng không quên Pháp. Nhà cựu vô địch World Cup cũng được giới chuyên môn đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch lần này. Họ sở hữu trong đội hình những cái tên vô cùng chất lượng từ trẻ đến già. Đầu tàu của họ không ai khác ngoài Kylian Mbappe. Dù tiền đạo của Paris Saint-Germain đã bước sang tuổi 25, độ tuổi không còn quá trẻ nhưng già thì cũng chưa tới. Chắc chắn kỳ Euro lần này Mbappe muốn trả món nợ 3 năm trước. Chính anh là một trong những cầu thủ đã sút hỏng trong loạt đá luân lưu khiến Pháp phải về nước ngay tại vòng 1/8. Sau khi Hugo Lloris tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, Mbappe được trao lại tấm băng đội trưởng. Trọng trách của Mbappe là dẫn dắt Les Bleus đi đến chức vô địch Euro sau hơn 20 năm chờ đợi. Và cũng đừng quên trong đội hình của gà trống Gaulois, họ cũng đang sở hữu Warren Zaïre-Emery chững chạc hơn so với độ tuổi. Dù năm nay chỉ mới 17 tuổi, nhưng tiền vệ của Paris Saint-Germain lại thể hiện được sự xuất sắc khi là cái tên không thể thay thế dưới thời của Lucien Enrique. Chắc chắn anh sẽ là nhân tố quan trọng của Didier Deschamps tại kỳ Euro sắp tới. Cái tên tiếp theo là cầu thủ còn rất trẻ, chỉ mới 23 tuổi nhưng đã là đội trưởng của đội tuyển quốc gia. Không ai khác ngoài Dominic Soboslai, gia nhập Liverpool vào kỳ chuyển nhượng hè vừa qua với cái giá 70 triệu euro. Tiền vệ người Hungary đang tỏa sáng trong màu áo của The Kop. Càng thi đấu, người hâm mộ càng nhận ra anh có nét gì đó rất giống với đội trưởng huyền thoại sân Anfield, Steven Gerrard. Ở đội tuyển quốc gia cũng vậy, Soboslai là đầu tàu, là thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển quốc gia Nam Âu. Tại vòng loại Euro 2024, tiền vệ của Liverpool là một trong những cái tên thi đấu xuất sắc nhất, giúp Hungary xuất sắc cán đích ở vị trí đầu bảng với 18 điểm, qua đó giành lấy tấm vé đến Đức mùa hè này. Trong buổi lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết, những lá thăm may rủi đã đưa Hungary rơi vào bảng A, nơi có sự góp mặt của những chủ nhà Đức, Scotland và Thụy Sĩ. Bảng đấu này không quá khó để Soboslai cùng những người đồng đội có thể vượt qua. 3 năm trước tại Euro 2021, họ đã thi đấu vô cùng xuất sắc trong bảng đấu tử thần với Pháp, Bồ Đào Nha và Đức và suýt nữa khiến Didier Mandrake phải ngã ngựa. Đó là thời điểm mà Soboslai chỉ là một cầu thủ trẻ. Vậy mà Hungary đã hay đến như vậy thì có thêm tiền vệ 23 tuổi Hungary sẽ tiến xa đến chừng nào. Tiện nói về bảng A thì ta cũng nói luôn về Đức. Dù đang gặp rất nhiều sự bất ổn kể từ chức vô địch World Cup 2014, nhưng Đức cũng sở hữu cho mình khá những tài năng trẻ sáng giá được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại Euro lần này. Và đó chính là Jamal Musiala, cầu thủ người Đức đang ngày càng thi đấu chững chạc trong màu áo của Die Rothen. Bộ kỹ năng khéo léo của cầu thủ người Đức đóng một vai trò không hề nhỏ trong hệ thống chiến thuật của Bayern.
Musiala đang được Transfermarkt định giá lên đến 110 triệu euro, con số không hề nhỏ với một cầu thủ chỉ mới 20 tuổi. Euro 2024 được thi đấu trên sân nhà vừa là áp lực vừa là động lực để Musiala có thể vươn mình lên một tầm cao mới. Liệu ở trong một tuyển Đức vô cùng bất ổn như hiện tại, cựu cầu thủ Chelsea có thể giúp Diemenstrap tạo nên những điều kỳ tích hay không? Bồ Đào Nha cũng được đánh giá là một trong những cử viên nặng ký cho chức vô địch Euro. Như thường lệ, Cristiano Ronaldo vẫn là niềm hy vọng số 1 của Selecao châu Âu. Dù vậy, khác với kỳ Euro cách đây 8 năm, Bồ Đào Nha đang sở hữu cho mình một thế hệ trẻ vô cùng tiềm năng, chẳng hạn như Rafa Leao, cầu thủ 24 tuổi đang là nhân tố vô cùng quan trọng trong màu áo của AC Milan chinh chiến tại Serie A. 6 bàn thắng và 6 đường kiến tạo sau 26 lần ra sân cho Rossoneri đủ để nói lên điều đó. Mặc dù vậy, trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, Leao chưa để lại quá nhiều dấu ấn kể từ lần đầu được triệu tập vào năm 2021. Và người ta tự hỏi rằng liệu Leao có thể tận dụng kỳ Euro 2024 sắp tới để vươn bản thân mình lên một tầm cao mới trong sự nghiệp hay không. Câu lạc bộ da cam đội tuyển Hà Lan vẫn đang trong hành trình tìm lại bản sắc của mình. Khi mà thế hệ Van Persie, Schneider, Robben thì Hà Lan vẫn chưa thể nào tìm ra được lớp kế cận mới. Nhưng có lẽ bây giờ họ đang tìm được rồi. Một trong những cái tên nổi bật nhất của quốc gia này là Xavi Simon. Dù năm nay chỉ mới 20 tuổi, nhưng Xavi đang thi đấu vô cùng chững chạc trong màu áo của Leipzig. 7 bàn thắng và 9 đường kiến tạo sau 27 lần ra sân là thành tích không thể nào tuyệt vời hơn với cựu cầu thủ của Barcelona. Tại vòng loại Euro 2024 vừa qua, Xavi là một trong những cái tên tỏa sáng giúp Hà Lan giành được tấm vé đến nước Đức. Dẫu không phải là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, nhưng với sự trưởng thành của Xavi, người dân Hà Lan kỳ vọng đội tuyển con cưng của mình có thể tiến xa tại giải đấu lần này. Thế còn đội tuyển Italia thì sao? Lạ một điều, dù màu sắc thiên thanh đang là nhà đương kim vô địch Euro, nhưng họ lại không được đánh giá quá cao cho việc bảo vệ thành công ngôi vô địch, bởi lẽ những màn trình diễn trong 1 đến 2 năm qua của họ là không quá thuyết phục. Đầu tiên là việc không được tham dự World Cup 2022 cho đến câu chuyện tham gia vòng chung kết Euro với tư cách là hạt giống số 4. Và trên thực tế, bóng đá Italia cũng đã không sản sinh quá nhiều những cầu thủ trẻ tài năng. Federico Chiesa, tiền đạo năm nay đã 26 tuổi, có lẽ vẫn sẽ là niềm hy vọng số 1 của Azzurri tại bảng tử thần Euro năm nay. Tây Ban Nha cũng có khá nhiều tài năng trẻ, rất đáng để kỳ vọng như Gavi hay Pedri. Thế nhưng đáng tiếc là Gavi lại dính chấn thương nặng và rất có thể sẽ phải bỏ lỡ kỳ Euro sắp tới, trong khi Pedri vẫn chưa tìm lại được phong độ đỉnh cao của mình như những mùa giải trước. Ngoài ra, ta cũng còn có thể kể đến rất nhiều tài năng trẻ khác của bóng đá châu Âu như Lamine Yamal của Tây Ban Nha, Zeki Amduni của Thụy Sĩ, Benjamin Sesko của Slovenia. Dù họ chưa đến mức trở thành siêu sao như những Mbappe hay Bellingham, nhưng ta cũng đủ để thấy rằng bóng đá châu Âu đang sở hữu tài năng trẻ sáng giá như thế nào. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng khiến những người hâm mộ bóng đá chúng ta nổi sừng sực khí thế lên rồi. Có khoảng hơn 4 tháng nữa thì Euro mới khởi tranh, nhưng từ bây giờ chúng ta đã bắt đầu cảm thấy được không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu tiến đến rất gần. Những tài năng trẻ, những cầu thủ lão làng, những siêu sao bóng đá xuất sắc bậc nhất châu Âu đều sẽ hội tụ tại giải đấu lần này. Và sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn khi thưởng thức một cuộc và sẽ chẳng có gì tuyệt vời hơn khi thưởng thức một cốc bia và chứng kiến những màn trình diễn cao của họ.